Buồn ngủ quá. Trời ơi, làm quá giờ thiếu ngủ trầm trọng. Làm gì vậy con? Nè phá ha, con làm gì vậy? Sao? Trời ơi, làm gì vậy? Trời đất ơi, coi nó phá kìa. Lì hả? Làm cái gì đó? Trời đất ơi, qua đây ngồi im giùm tôi cái coi, nhanh lên, nhanh lên. Sao vậy? Trời đất, nói không nghe đúng không? Thiệt tình á, thấy lạ ngã rồi chưa? Sao? Nghĩ gì còn đang làm mà nghĩ gì? Cảm ơn nha, dọn cái nệm ra cho tôi nằm đúng không? Thương quá.